Hà Thương chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Gặp bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay cũng có thông tin đáng chú ý sau đây. Huấn luyện viên Park Hang-seo đưa ra quyết định then chốt đầu tiên cho trận gặp Saudi Arabia. Thưa quý vị, đội tuyển Việt Nam đang đứng trước vô vàn thử thách ở trận gặp Saudi Arabia sắp tới đây. Tuy nhiên, đây sẽ là lúc mà những quyết định táo bạo của huấn luyện viên Park lên tiếng. Việc Bùi Hoàng Việt Anh không lên đường sang Saudi Arabia là một bất ngờ lớn với người hâm mộ, khi trước đó anh được sắp cạnh Duy Mạnh, Ngọc Hải trong trận giao hữu với U22 Việt Nam. Điều này khiến người ta lại nhìn về phía Đình Trọng, người được đánh giá là chơi tốt trong trận gặp U22 Việt Nam, trong phương án thay thế Bùi Tiến Dũng. Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, từ trong những buổi tập của tuyển Việt Nam tại Hà Nội trước khi lên đường sang Saudi Arabia, Đình Trọng dường như đã được quy hoạch cho sơ đồ ba trung vệ cùng với Hải Quế và Duy Mạnh. Việc Đình Trọng gần như chắc chắn đá trận gặp Saudi Arabia là thông tin bất ngờ với người hâm mộ Việt Nam. Bởi lẽ trước đó rất có nhiều hoài nghi về thể trạng cũng như phong độ của ngôi sao này. Tuy nhiên ai cũng hiểu rằng nếu Đình Trọng đạt được phong độ như AF cấp 2018, thậm chí chỉ cần khoảng 80% thôi thì sẽ là chuyện lực rất lớn cho tuyển Việt Nam. Hơn hết đây là thời điểm then chốt để hậu vệ này đánh dấu một cột mốc mới cho sự trở lại của bản thân mình. Có Đình Trọng, ông Park sẽ tái tổ hợp bộ ba Đình Trọng, Duy Mạnh, Ngọc Hải, tạo nên hàng thủ kép giúp chúng ta vô địch AF Cup 2018. Tất nhiên là đặt niềm tin vào anh thì cũng sẽ kèm theo sự mạo hiểm nhất định. Minh Quang của tuyển Việt Nam thời gian qua vẫn thường gắn liền với các quyết định nhân sự táo bạo của thầy Park. Hãy chờ xem với cách gọi người lần này, Đình Trọng có thể là bất ngờ lớn của chúng ta trước đối thủ rất mạnh, Saudi Arabia. Văn Lâm hay tấn trường sẽ là người bắt chính cho tuổi quốc gia Việt Nam. Vâng thưa quý vị, vị trí chấn giữ khung thành tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đang là bài toán khó dành cho huấn luyện viên Park Ha-seo. Tuyển Việt Nam bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng với hai buổi tập tại Saudi Arabia trước khi đá trận ra quân vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Một vấn đề rất được quan tâm lúc này chính là vị trí chấn giữ khung thành của những chiến binh sao vàng. Hiện tại thì Văn Lâm và Bùi Tấn Trường đang là hai thủ môn cạnh tranh gắt gao suất bắt chính. Mỗi người gác đền thì lại có những phẩm chất và phong độ khác nhau, khi huấn luyện viên Park Hang-seo rất là đau đầu tìm lời giải cho bài toán nửa sức mạnh đội bóng. Kể từ khi dẫn dắt tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park luôn tin dùng Văn Lâm trong suốt các giải đấu đã qua. Thủ thành mang hai dòng máu Việt Nga cũng đáp lại sự tin tưởng của ông thầy người Hàn bằng những màn trình diện ấn tượng, góp phần vào thành công của bóng đá Việt Nam. Đẳng cấp của Lâm là điều không phải bàn cãi, anh là thủ môn đầu tiên của Việt Nam được thi đấu cho câu lạc bộ nước ngoài từ Muangthong United của Thái Lan hay là Cerezo Osaka của Nhật Bản hiện tại. Lâm có điểm mạnh là khả năng bắt bóng bổng tốt cùng phản xạ cực nhanh. Điểm trừ duy nhất của thủ môn sinh năm 93 lúc này chính là phong độ thi đấu. Kể từ khi chuyển tới khoác áo Cerezo Osaka, Văn Lâm mới chỉ có 2 lần bắt chính ở những trận đấu không quá khó khăn. Số lần Lâm được ra sân đăng ký thi đấu ở đội bóng Nhật Bản còn hiếm hoi, chứ chưa nói tới cơ hội được ra sân. Dù cho vẫn tập luyện hàng ngày tại nền bóng đá đẳng cấp cao, nhưng thiếu trải nghiệm thực chiến sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng thi đấu của thủ môn tuyển quốc gia Việt Nam. Trong khi đó, khi mà thay thế Văn Lâm bắt chính 3 trận đấu cuối vòng loại 2 World Cup 2022, Tấn Trường đang dần khẳng định mình trong cầu môn tuyển quốc gia. Người các đến 35 tuổi dường như đang hồi xuân và trở thành chỗ dựa vững chắc nơi hàng thủ. Tấn Trường liệu có thể coi là thủ môn có phong độ ổn định hơn? Trước khi được triệu tập lên tuổi quốc gia, thủ môn quê Đồng Tháp bắt chính 11 trận ở V-League với nhiều pha cản phá xuất sắc. Điểm mạnh của Tấn Trường đó là khả năng sử dụng chân tốt giúp tuyển Việt Nam luôn chuyển bóng. Tuy nhiên, sau khi trở về từ vòng loại 2 World Cup 2022, thủ môn này không được tiếp tục ra sân vì V-League 2021 hủy bỏ giải đấu. Nói vậy để thấy rằng là cơ hội của Lâm và Trường đều là ngang nhau, có lẽ sự thể hiện của hai thủ môn này ở những buổi tập ít ỏi tại Saudi Arabia là căn cứ để thầy Park đưa ra quyết định cuối cùng. Tuyển Việt Nam có bao nhiêu phần trăm giành vé đến World Cup 2022? Thưa quý vị và các bạn, tuyển Việt Nam có tới gần 90% xác suất không vượt qua vòng loại thứ ba và chỉ 4,44% cơ hội giành vé dự World Cup 2022. 12 đội xuất sắc nhất vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, gồm 7 đội đầu bảng trừ Qatar, 5 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ tham dự vòng loại 3 World Cup 2022. Các đội thi đấu vòng tròn lượt đi lượt về, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ trực tiếp giành vé tham dự World Cup 2022 tại Qatar, trong khi hai đội đứng thứ ba mỗi bảng sẽ gặp nhau ở trận playoff tranh suất tham dự playoff liên lục địa với đại diện của châu lục khác. Trong thống kê xác suất bóng đá, Who Global Football đã đưa ra những phép tính của mình về tấm vé đi tiếp của các đội tại khu vực châu Á. Theo các phép tính của trang, bốn đội đang có xác suất cực lớn để vào thẳng World Cup 2022 bao gồm Nhật Bản 83,92%, Iran là 82%, Hàn Quốc 79,92%, Australia 61,40%. Who Global Football chỉ ra rằng khoảng cách về xác suất dự World Cup 2022 của bốn đội bóng kể trên cách khá xa các đội nhóm dưới. Cụ thể, đội đứng thứ 5 về xác suất và thẳng World Cup 2022 là Iran 32,24%, kém tới 29,16% so với đội thuộc top 4 là Australia 61,40%. Cũng theo We Global Football, 4 đội có xác suất bị loại cao nhất bao gồm Lebanon 91,48% bị loại, Trung Quốc 85,96%, Việt Nam 83,08%, Syria 82,96%. Nếu chỉ nhìn những con số kể trên, cơ hội để 4 đội bóng như Lebanon, Việt Nam, Trung Quốc, Syria đi tiếp là không nhiều. Trong đó, tuyển Việt Nam chỉ có xác suất 4,44% cơ hội giành tầm vé dự World Cup 2022. Tuy vậy, con số The We Global đưa ra kể trên sẽ dừng ở chỉ số khía cạnh tham khảo, bởi lẽ bóng đá chứa đựng vô vàn những biến số khó lường. Và đôi khi, một đội bóng được đánh giá mạnh hơn lại chưa chắc có được kết quả thuận lợi trước các đối thủ là yếu hơn. Cơ hội của 12 đội bóng để dự World Cup 2022 thời điểm này là bằng nhau. Đôi khi những phép tính xác suất không mang đến quá nhiều sự chính xác, bởi lại biến số trong bóng đá có thể chỉ đến trong một khoảnh khắc. Theo lịch đá bóng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, từ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của thầy Park sẽ bắt đầu vòng loại thứ 3 từ ngày 2 tháng 9 năm 2021. Tin tiếp theo, huấn luyện viên Saudi Arabia nắn gân học trò trước ngày đấu từ Việt Nam luyện viên Harvey Renard của đội tuyển Saudi Arabia đề cao khả năng của tuyển Việt Nam, yêu cầu học trò không được chủ quan. Chỉ còn ít ngày nữa, tuyển Việt Nam sẽ chính thức bước vào chiến dịch lịch sử vòng loại 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Trước trận ra quân gặp chủ nhà Saudi Arabia, thầy trò ông Park ha cũng được sự tôn trọng lớn từ đối thủ. Theo đó, huấn luyện viên Harvey Renard của đội tuyển Saudi Arabia đánh giá cao năng lực của tuyển Việt Nam, đồng thời yêu cầu học trò dành sự tập trung cao nhất nghiên cứu và đối phó với những chiến binh sao vàng. Chia sẻ về báo giới, chiến lược gia người Pháp cho biết, Chúng tôi nghiên cứu kỹ lối chơi của tuyển Việt Nam, họ là đội bóng có sự đoàn kết, các cầu thủ gắn bó nhiều năm với nhau. Chúng tôi không được phép chủ quan dù chơi trên sân nhà. Saudi Arabia có nhiều phương án để đối phó với đối thủ. Tuyển Việt Nam từng thua đậm trong quá khứ, nhưng giờ đây họ là thách thức của chúng tôi. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Harvey Renard cũng cập nhật tình hình nhân sự của đội bóng vùng vịnh với trường hợp chấn thương của cầu thủ Medip al -Habri. Nhà cầm quân đã gọi Muhammad al lên thay thế. Hiện Saudi Arabia và Việt Nam đều có hai buổi tập chuẩn bị cho trận gia quân vòng loại 3 World Cup khu vực châu Á. Hai đội sẽ còn hai lần tập luyện nữa trước khi bước vào cuộc đọ sức diễn ra lúc 1 giờ dạng sáng ngày 3 tháng 9. Báo Ả Rập tin Saudi Arabia sẽ đánh bại tuyển quốc gia Việt Nam. Thưa quý vị, báo chí Saudi Arabia tỏ ra rất tin tưởng vào 3 điểm đầu tiên cho đối thủ chủ nhà khi tiếp đón tuyển quốc gia Việt Nam ở trận đấu đầu tiên của vòng loại World Cup 2022. Chỉ 3 ngày nữa thôi, trận đầu tiên của vòng loại World Cup 2022 chính thức diễn ra. Ở lượt trận đầu tiên, từ Việt Nam sẽ phải đụng độ một đối thủ rất mạnh đó là Saudi Arabia. Những ngày gần đây, truyền thông Saudi Arabia tỏ ra tự tin về một chiến thắng cho đội nhà. Tờ Ari mới đây có bài viết Saudi Arabia được trang bị những lợi thế về mặt lịch sử trước trận với Việt Nam diễn ra ngày 2 tháng 9 tới đây. Chúng ta vừa qua Việt Nam tổng tỷ số 9-0 sau hai lượt trận. Trong lần gặp đầu tiên diễn ra ngày 2 tháng 2 năm 2001, bộ đôi Sami Al-Jaber và Talan al đã ghi được 5 bàn thắng. Saudi Arabia tiếp tục vượt trội Việt Nam ở lượt trận thứ hai. Bên cạnh đó, tờ báo này khẳng định những sự tranh lệch trên bảng xếp hạng FIFA giúp đội nhà tự tin giành chiến thắng. Vị trí giữa Saudi Arabia và Việt Nam là 31 bậc trên bảng xếp hạng thế giới, trong khi Việt Nam đứng 92, Saudi Arabia lại xếp 61. Tuy Saudi Arabia đang bước vào vòng loại với tham vọng lần thứ 6 trong lịch sử được dự World Cup. Với sức mạnh của mình, Saudi Arabia cùng Australia và Nhật Bản được xem là ứng cử viên hàng đầu của bảng đấu trong việc giành một suất tham dự vòng chung kết World Cup 2022 diễn ra tại Qatar. Trận đấu giữa tuyển quốc gia Việt Nam và Saudi Arabia được dự kiến diễn ra lúc 1 giờ ngày 3 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Bóng Đá 365. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại thông qua phần bình luận bên dưới để đội ngũ của chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh Bóng Đá 365 nhé.